Cái này đứa nào hy sinh thì hẳn ngon lành cảnh đạo. A lớn, bé tí. Nỗi kinh sợ của ba đời học sinh kẹo quá. Một la ba, định nghĩa. Phân loại. Cấu trúc. Đồng đẳng. Đồng phân. Danh phát. Thế đâu là phần khó các bạn chúng ta bỏ hết rồi. Giờ mình chỉ làm những phần dễ các bạn thôi, nên làm câu bếp tít thì là những câu cứu điểm. Mình luôn luôn sẽ có một câu bếp tít khó, một câu bếp tít dễ thì một câu bếp tít khó bỏ rồi mà. Thì bây giờ cái mặt thi chỉ cần là một câu bếp tít dễ và có cái phần là cần lý thuyết dễ thôi. Thế thì cái phần bếp tít thì nó nặng và nặng câu lý thuyết, thì các em nắm được lý thuyết là xong. Ở đây mình có đầu tiên mình phải nắm được định nghĩa. Một nhỏ định nghĩa. Bếp tít là gì? Thì đầu tiên bếp tít là hợp chất hữu cơ, nắm được định nghĩa để bàn thắng là được. Thầy đi làm phải biết. Đầu tiên nó phải là hợp chất hữu cơ. Thứ hai là quan trọng nhất ạ. Chứa từ 2 cho đến 50 gốc alpha amino acid, cái này là 2 kỷ diện rồi đấy. 2 cho đến 50 gốc alpha amino acid nó có số mà. Thầy nhớ lâu thầy đọc là có một bài phỏng vấn của phóng viên hỏi ông cái tin hỏi là tại sao ngài có thể nhớ được các số liệu liên tục như vậy. Nếu ông thuộc các cái số liệu của em nhìn thấy là rất nhiều người khi mà đọc và các cái số liệu toàn có cái tờ giấy trước sau đọc, ví dụ 30.000 học sinh, bao nhiêu số liệu thì ví dụ như là những người giỏi giỏi như ông Donald Trump, như ông Putin, ông không cần nhìn nhau. Thì ông thấy với lại ông Putin thì hai ông kia là ông không cần nhìn vào những cái bảng số liệu ông đọc cái số. Thì ông Putin cũng trả lời là đơn giản bởi vì là ngày nào tôi cũng đọc chúng nó, để tôi làm được chúng nó quen thì sẽ còn thế để ta nhớ không phải. Thứ hai là liên kết với nhau. Bởi liên kết peptide. Tại sao lại tên là peptide? Bởi vì nó liên kết với nhau bởi peptide. Liên kết với nhau. Bởi liên kết peptide. Thế là chúng ta sẽ có hai vấn đề chúng ta cần làm rõ. Vấn đề thứ nhất là gốc alpha amino acid là gì? Cái này trước chúng ta đã nói qua rồi, có thể nói lại cho nhớ thêm. Thứ hai là liên kết peptide là gì mà chúng ta hay bị sai ở đâu? Gốc sao thứ nhất là gốc alpha amino acid. Alpha amino acid là các amino acid mà có nhóm NH2 và nhóm COOH cùng đính vào một carbon. Thế là chúng ta có tất cả 5 thằng này đều là alpha amino acid. Và như thầy đã lý giải là tại sao chúng ta lại thường chỉ thi vào alpha amino acid thôi, không thi vào beta. Bởi vì là tồn tại chủ yếu ở trong tự nhiên là các alpha amino acid nhá. Thế thì kể cả nào đi thi nếu mà chẳng may vào những câu thì có alpha mà và amino acid thì không biết gì đó. Thì đầu tiên em cũng pha thằng này vào alpha. Được chưa? Cùng đính của carbon. Thế thì bởi vì nó cùng đính của carbon nên nó hay được cái ký hiệu thế này: H2NCHCOOHR. Đấy, đây, nhóm N2, nhóm COH của một carbon. Thì điều này nó đúng với lại glyaline acid glue và lysine. Đúng hết cả năm ở đây. Thế còn liên kết peptide thì là gì? Liên kết peptide là liên kết hình thành giữa nhóm NH của gốc alpha amino acid này với nhóm CO của gốc alpha amino acid khác. NH của gốc alpha amino acid này với CO alpha amino acid khác. Thì cái này nó hơi trừu tượng tí, bây giờ mình viết cho ta cái cấu trúc của peptide chúng ta sẽ nhìn rõ hơn nhá. Cho nên cái này mình chỉ ghi cho đủ thôi, nhưng mà cái bởi vì cái này mình ghi cho đủ, nhưng mà sau này cái chỗ này nó là hay là cái chỗ bị lợi dụng trong cái câu trắc nghiệm chúng ta sẽ nhìn thấy hay lợi dụng để làm chúng ta bị sai. Thấy chưa? Ví dụ như cái câu có bao nhiêu cái peptide nó rất dễ bị nhầm cái chỗ này.
nhớ lại, liên kết peptide là chúng ta gọi từ các gốc alpha amino acid thì mới được gọi là liên kết peptide. Chứ nếu một thằng alpha amino acid, một thằng beta amino acid thì không gọi là liên kết peptide. Nó bắt buộc phải là đây, gốc alpha amino acid, gốc alpha amino acid thì mới được gọi là liên kết peptide. Ta có cấu trúc chuẩn của peptide này. CH CO CO RH CH R2 CO RH CH R3 CO RH CH RN COOH. Đây là kết, đây là công thức của một peptide tiêu chuẩn có từ 2 cho đến 50 gốc alpha amino acid. Từng nhìn thấy nó phức tạp mà kêu nó khó, về mặt nguyên lý những thằng càng phức tạp thì lại càng càng dễ. Nguyên lý căn bản như vậy, những người nào mà càng khó hiểu thì lại rất là đơn giản, cực kỳ dễ hiểu. Ví dụ như con em gái này, nó bảo là anh rất là khó hiểu, thầy bảo là đơn giản lắm, mày hiểu nó rất đơn giản, mày cần kiếm tao được ăn ngon và chỗ ngủ, tao còn hai chỗ đấy thôi, xong còn cả đâu làm sống được. Về quê đi cấy là cấy được, gặt gặt được, mò cua bắt ốc đều làm được, được chưa? Thế thì bây giờ các em nhìn nhá, đây tất cả bọn này đều là gốc alpha amino acid chưa? Bởi vì đây nó là hai cả CO cùng với carbon này, được chưa? Nên nó được gọi là peptide. Thì liên kết peptide là cái liên kết CONH này, được hình thành giữa hai gốc alpha amino acid với nhau. Đây được gọi là liên kết peptide, được chưa? Và chỗ này là thể nhận ra hai cấu trúc rồi. Đây là hai nhóm cấu trúc. Ý phân loại sau này. Thế thì ở trong cấu trúc này chúng ta để ý tiếp ạ. À, chúng ta nhìn kỹ cái thì các peptide này nó chia thành hai cái đầu. Một cái đầu có nhóm R2 tự do, đây được gọi là đầu nọ. Đầu nọ. Một cái đầu còn lại chứa COH tự do thì nó được gọi là đầu C. Nó có hai đầu. Và bởi vì nó có hai đầu này nên anh này không có chủ cơ sự. Được không ạ? Nếu mà mình xiên cái này thì R2 không biến thành COH được và COH không biến thành R2 được. Được chưa? Thế nên là một thằng peptide này là chúng ta hay bị nhầm này. Gly ala là nó khác hoàn toàn với ala gly. Gly ala là khác với ala gly. Mặc dù mình nhìn thấy là nó được tạo bởi từ ala và gly thì biết cho ta nhìn nhá, biết cho ta nhìn, nhìn rõ mới thấy được. Đấy. Chỗ này mình phải biết nhiều và hiểu hiểu một chút. Đây, gly ala nhá, H2NCH2CONHCH CH3 COOH. Đây là gly ala. Đây là gốc gly này, đây gốc ala, đúng chưa? Còn ala gly này, H2N CH này, CH3 CO NH này, CH2 này, COOH này. Đây là ala gly này. Khác nhau. Bởi vì thế này, anh gly ala thì chỗ này nó đỡ hai tự do, nó nằm ở đầu gly. Anh ala gly thì nữa ai tự do lại nằm ở ala, được chưa? Nên nhớ để nó không bao giờ đối xứng, nên gly ala khác ala gly, bởi vì nó có hai đầu, được chưa? Hai đầu này nó không giống nhau nhá, nó ảnh hưởng cái việc là đồng phân chất gì không biết vào trong nữa. Thầy không ghi bất kỳ cái gì để chơi cả, bởi vì là đa số những cái chỗ mà thầy ghi, thầy nhấn mạnh đều là những cái chỗ mà chúng ta hay gặp sai lầm nhất trong lý thuyết. Và lý thuyết thì kể cả là học giỏi nhất, thằng Nguyễn Tuấn Minh cái thằng top 49 thì nó cũng đẩy lên, nó được 10 điểm, nó sai cái con thứ nhất là polymer nó được 9,75, vẫn giá trừ. Ok không ạ? Tiếp nhá, cái toán này nhá, các em phải tự ghi cái này mà bỏ đấy, bởi nó là ví dụ. Lại thì lại có biết. Bây giờ thầy nói đến cái tiếp theo này, các em để ý này, dấu sao. Thứ nhất là amino acid được chia thành cấu trúc, và amino acid được chia thành là amino acid là có đầu N
thì là có nhóm nữa, hai tự do, tự do đầu C thì nó có nhóm COOH tự do. Được chưa? Bắt đầu tiếp này. Amino acid peptide. Peptide được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid thì được gọi là dipeptide. Ví dụ gliala là dipeptide, alavalin là dipeptide. Được chưa? Được gọi là hai gốc thì là dipeptide nhá. Cộng tiếp, peptide được tạo bởi từ ba gốc alpha amino acid thì được gọi là gì? Ba là gì? Peptide. Ví dụ gliala. Cao cấp hơn tí, peptide được tạo bởi từ N gốc alpha amino acid thì được gọi là nhá, hai được gọi đi, ba được gọi đi, bốn là tetra. Được chưa? Thì ghi ở N để mình không nhầm. Số này thì ghi ra để không nhầm. Sau này em sẽ biết chúng ta bị nhầm là gì. Chưa xong ạ. Các em nhìn nhá, nhìn bảng này. Cái anh dipeptide thì được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid đây. Thì anh này có bao nhiêu liên kết peptide? Một, đúng không? Dipeptide thì có một liên kết peptide thôi. Có một liên kết peptide. Anh tờ đi vết tít thì có bao nhiêu liên kết vết tít ạ? Hai. Hai liên kết vết tít. Vậy anh N vết tít thì có bao nhiêu liên kết vết tít? Có bao nhiêu? N chứ 1 liên kết vết tít. Đấy. Thế tại sao để ghi này anh ta đỡ bị nhầm? Các em rất hay đi suy luận theo kiểu này ấy, bởi vì sau này học nhiều đến khoảng một tầm 10 tháng nữa không quên bớt rồi. Bắt đầu đi cái tít, đi hai cái tít, đi cái tít, xuyên cái tít vài cái tít chết luôn, đúng không ạ? Chết thẳng cẳng luôn. Lúc đấy mình nhớ này là đi cái tít cũng giống nở cái tít, thì như vậy là cái tít cũng tạo thành nở gốc alpha amino acid thì nó sẽ có là n trừ một cái tít cái tít, chứ đừng có chuyện đó. Đấy, chỗ đây là chỗ hay sai nhất nhá. Đấy là mình vừa xong cái về cấu trúc ba nhỏ phân loại. Ba nhỏ phân loại. Peptide thì nó được chia thành hai loại chính. Loại thứ nhất là oligo, cái này phải thuộc à? Peptide. Cái gì phải bỏ thuộc là phải thuộc không? Oligopeptide thì nó có từ 2 cho đến 10 gốc alpha amino acid tạo thành. Oligopeptide có từ 2 cho đến 10 gốc alpha amino acid tạo thành. Thứ hai là polypeptide. Polypeptide thì nó có từ bao nhiêu ạ? Từ bao nhiêu? 11 cho đến 50 gốc alpha amino acid. Hay đi. Hay đi. Hết pin. Pin nó được. Đấy là xong về phân loại nhá. Cấu trúc ạ, phân loại bây giờ mình sang động đẳng. Động đẳng thì động đẳng xin phép chúng ta là thầy sẽ để lại cho cái phần chia sẻ bài tập. Bởi vì là cái phần mà đồng đẳng của con peptide này nó sẽ liên quan trực tiếp của dạng bài tập, thế là dạng cháy peptide. Dạng dạng cháy peptide thì nó mới chỉ thi có một lần thôi, thì sau cái phần chia dạng của nó là cái dạng cháy peptide, và từ đó sẽ đến cái chỗ mà đồng đẳng luôn học cho nó nhớ. Mình sang luôn phần bốn nhỏ phần đồng phân.
bốn nhỏ đồng phân. Đồng phân peptide ạ. Đồng phân peptide thì chúng ta nhớ được cái vừa nãy mình làm ạ. Phải ghi ta cái ví dụ đấy ạ. Gly, ara, các ara, gly. Lúc nào nhắc cái đồng phân peptide là phải nhớ một cái này này ạ. Gly, ara, các ara, gly. Và cái này nếu mà nói ở bên trong toán học thì nó làm sao? Nó có phân biệt thứ tự. Đúng chưa? Và cái việc mà nó có phân biệt thứ tự này nó sẽ dẫn đến một cái kiểu là về đồng phân giải sắp xếp thứ tự vị trí. Được không? Nên chúng ta sẽ luôn có cái này. N-peptide, N-peptide được tạo bởi từ N gốc alpha amino acid. Thầy nhấn mạnh một chút là khác nhau thì nó sẽ có là N dai thừa đồng phân. Sẽ có là N dai thừa đồng phân. Vậy thì ở đây mình sẽ có, ở đây mình sẽ có ví dụ số 1 có bao nhiêu đi peptide được tạo bởi từ hai gốc, có bao nhiêu đi peptide chứa hai gốc ala còn đi nhiều. Ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là có bao nhiêu tripeptide mà chứa 3 gốc ala gly valine khác nhau. Ví dụ số 3 là có bao nhiêu tripeptide mà được tạo bởi từ hai mà được có kiểu từ ala và gly thì tạo được tối đa bao nhiêu đi peptin là gì peptin mỗi sản phẩm sửa thì nhà để không thiếu cái gì cả để làm nào thì có này bao nhiêu đi peptin chứa hai gốc ạ. Ala, gly và gly, ala cũng biết tương đương với cả hai tay cùng rồi, đúng không? Biết tương đương anh này sẽ làm biết tay được. Mấy? Gly với kim chứa ba không? Mày nó sẽ làm mấy ạ? Ba tay cùng rồi. Ba tay cùng là có 6. Nó phải viết chứ. A, G, V. A, V, G. Được chưa? A, R, V, A, V, G. Được chưa? Gì ạ? Cẩn thận loạn kìa. A, R, V, A, V, G. Xong nhé, tiếp tục lần trước này. G, A, V, G, V, A, V, V, A, G, V, G, A. Đúng 6 chưa? Ba tay cùng rồi. Nó phân biệt thứ tự. Nên nó sẽ là chơi tuổi tay thừa. Chơi hôm nay. Kinh nghiệm là hôm nay là có tuổi tối đa. Từ 2 ngày là tuổi tối đa bao nhiêu viết tít. Và nó sẽ có rất nhiều đứa khi làm không phải sẽ bị nhầm với ví dụ số 1 và có 2. A. Được bao nhiêu viết tít mà. Đúng không? G, G. Đúng chưa? Tối đa mà. A, G. Và G, A. Đúng. Hỏi chỉ hỏi xoay quanh cái này. Ba này. Chưa? A, A. G, G. A, G. G, A. Đúng có kiểu. Đúng có kiểu luôn. Xong nha. 6
xong ví dụ chú hai nhá, xong về cái chú phân nhá, sang cái năm cái khác năm danh pháp theo danh pháp cái gì thì sẽ ở bằng tên của gốc amino acid cộng với tên của amino acid đồng C. Ví dụ AG thì đọc tên này không? Alanin glycine được chưa? Chữ Y nó có thể là Y dài hoặc Y ngắn. Y ngắn được. Alanin glycine có nghĩa thế này ạ? Bình thường nó nghĩa là Alanin đúng không? Thì gốc amino acid đứng ở đầu, ở các cái đầu còn lại ấy, thì nó phải là bỏ IN thành IL. Còn nốt cái hàm cuối cùng thì để là IN. Ví dụ cái này sẽ là glycine này thì IN là bỏ đi thành IL. Này tiếp tục là alanin này IL cuối cùng là valine thì giữ được IN. Được chưa? Đơn giản. Sau cái khác tính chất tẩm định tính chất màu hết cái này nghe gọi một lần là biết cần gì phải ghi đúng không, cần gì phải ghi cái này đâu. Sáng nào dậy 5 giờ rưỡi sáng đọc quá thì khi mà cái gì nó cắt tập trung vào 3 năm đi thôi thôi làm sao mà bây giờ thầy hỏi em nhà em có bố em mẹ em có giờ làm điện thoại nhà ai được không? Có bạn bây giờ tiền để làm gì khi mà cái bằng tốt nghiệp nó có ghi mà tốt nghiệp loại giỏi loại khá hay là loại trung bình đâu, chỉ ghi là anh đã tốt nghiệp hay không. Không đi em ạ. Về cái lượng bằng tốt nghiệp của cái bọn mà từ năm 2019 này. Xếp tiêu chí mũi rồi. Úi dồi ôi, còn bao đấy giờ em điểm cao, 3 môn cổ cao nhất thì em còn quan tâm gì đến cái việc mà xếp tiêu chí mũi nữa. Đúng không? Ngày xưa thì bằng tốt nghiệp bằng trung bình. Tô tô phai môi xưa. Ngày xưa thế nào? Ngày xưa kể cả học trung cấp có đạt chứ sao? Còn bây giờ là cái học bạ của thầy để ở nhà. Bố mẹ thì nào, bước trong cái tủ bằng tốt nghiệp đại học nhá, cũng không biết để đâu mà tốt nghiệp đại học hôm nọ tìm gọi điện về bố mẹ tìm cũng thấy được, xong hôm cách đây 2 tuần về tìm cũng thấy, cách đây 1 tuần về đủ tiếp thì sao thầy, sau đó bây giờ để ở trong tủ kính bố thầy mỗi tối vô ra ngắm nhìn xong tận đi sân bay dùng được bằng tốt nghiệp đại học tay chả dùng đẹp mặt đẹp mặt đẹp xong nhá. Xong về cái bây giờ mình sang hai mã tính chất tẩm lý thì dễ rồi ạ. Tồn tại trên thiên đường tẩy lỏng hoặc rắn gai nhiệt độ sôi nhiệt độ nóng chảy cao. Thứ ba là tồn tại dưới dạng ion ngưỡng cực. Tại sao lại tồn tại dạng ion ngưỡng cực ạ? Tại vì nó có hai đầu này, nó hai CH mà mình nhìn thấy nó giống với thằng nào? Amino acid có một đầu nó hai, một đầu CH đúng không? Chính phải là trong dịch hay là dưới dạng tinh thể thì amino acid thì đầu nó hai này nó sẽ lấy H để làm này nó ba cộng đầu CH này nó sẽ nhiều nhất để làm CO trừ nên nó tạo thành ion cứng cứng, thấy chưa? Nên là tính chất vật lý của này thì gần tương đồng với lại amino acid. Ba 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 tính chất hóa học cái này dễ không? Giờ thế này là cái đầu tiên
phản ứng bí vào đây. Cái này đứa nào phải nhớ. Đấy, bí vào đây rồi để làm gì? Sửa mặt để làm gì? Sạch, sạch đến gì? Để không đẹp cho đẹp. Ờ, đấy, con gái không bị ngu cho đẹp. Đẹp để làm gì? Để có người yêu. Đúng rồi. Đẹp để có người yêu đúng không? Đẹp để nào? Đẹp để có người yêu và để giữ cho người yêu không đi lăng nhăng. Đúng không? Không đi lăng nhăng thì gọi là trung thủy. Màu đặc trưng cho trung thủy là gì? Thì đó, sao? Và được người yêu đây. Và được người yêu đây này. N peptide tác dụng với COOH hai tầng tạo thành dung gì màu đấy thầy vừa dẫn đến màu gì đấy đấy nhớ về cho này thôi tồn tại dưới dạng lưu nhớ nhé ý màu đây màu tím điều kiện để xảy ra cái này là N lớn hơn bằng 3. Có nghĩa là phản ứng này chỉ xảy ra với các anh từ giờ đi peptide trở lên, đi peptide không có phản ứng này. Suy ra, lưu ý, phản ứng chỉ xảy ra với các peptide trở lên. Còn với đi peptide thì không xảy ra phản ứng này. Chính vì vậy nên ứng dụng của phản ứng này là để phân biệt giữa đi peptide và N peptide với N lớn bằng 3 thì sử dụng phản ứng này. Thế thì nhắc đến cái này là phải nhớ đến màu. Và ta hay nhầm lẫn nhiều nhất cái màu của anh này với cái màu của iốt và màu của lipid. Iốt của lipid không? Đúng rồi, xanh tím. Anh này thì là màu tím xanh. Sao là lipid? Lipid là xanh. Thế nên là chúng ta chỉ nhớ là lipid là màu xanh. Đấy chứ là anh này thì màu tím nó đơn giản thì cái cách nhớ đơn giản nhất là ví dụ đây là trang điểm để đẹp để người yêu không cắm sừng đẹp đúng không? Nhưng mà bản chất các bạn nam chú ý là các bạn nữ sẽ không thủy chung rất ít bạn thủy chung không nó từ cái một nguyên tắc cơ bản thôi thủy chung là trước sau như một đúng không? Như đây cần có luôn cái trước sau như một ngán đúng không? Đấy cái gì chỉ một thời gian cái gì chỉ đây là sao mà phản ứng diure thực ra diure này nó được xếp sau phản ứng thủy phân nhưng mà để cho nó lên bên trên bởi vì phải sắp xếp theo cái thứ tự là quan trọng nhất. Phản ứng này là phản ứng hay được dùng nhiều nhất và gần như thi trung học quốc gia năm nào cũng hỏi cái này nhá. Và có những cái chú ý chúng ta cần được sang tiếp hai nhỏ phản ứng thủy phân hai nhỏ phản ứng thủy phân chúng ta lưu ý một chút ạ. Cái liên kết NHCO là liên kết peptide và liên kết peptide đấy cực kỳ kém về trong môi trường axit, trong môi trường kiềm và trong môi trường enzyme nên nó sẽ rất dễ bị thủy phân trong ba cái trường đấy. Được chưa? Đó cộng thứ nhất ạ, liên kết peptide thì nó kém về trong các môi trường như là môi trường axit, môi trường kiềm và môi trường enzyme nên dẫn đến là nó dễ dàng bị thủy phân trong ba môi trường này. Dễ dàng bị thủy phân trong ba môi trường này. Nó thủy phân như thế nào? Chúng ta để ý ạ. Thầy ghi ví dụ.
ai nào? Dấu sao thứ nhất là bản chất. Bản chất của mọi quá trình thủy phân. Thủy là gì? Phân là phân ly, phân hủy. Vậy bản chất của quá trình thủy phân là nó bị tách ra trong môi trường nước ra. Còn lại là phản ứng này xảy ra trong axit hay phản ứng này xảy ra trong bazo thì là cái chuyện đó là chuyện tới sau. Được chưa? Cái chuyện tới trước nó bị phân ly trong nước, chúng ta tách ra để các giai đoạn của nó bị hiểu. Vậy đầu tiên là bản chất là thủy phân trong môi trường nước. Phân trong môi trường nước. Để có ví dụ Glia3, rồi biết sao? CH2CONH CH3COOH cộng với HOH trong môi trường nước này. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ nó xảy ra trong môi trường nước cả. Nó phải là có axit cũng có bazơ kích thích. Được chưa? Nhưng đây mình ghi này mình hiểu bản chất. Thì liên kết CONH kém bề thì phải phân tích trên. Rất dễ bị đứt ra. Thằng CO sẽ lấy thằng OH để tạo thành H2NCH2COOH. Thằng NH sẽ lấy thằng H để tạo thành H2NCH3COOH. Được chưa? Ở đây mình nghĩ là ở đây có một liên kết peptide thì ăn một nước. Được chưa? Mình viết cái phương trình này để mình hiểu được. Chứ đi thi mà viết những phương trình này mình chết. Đi thi thì mình sẽ ghi này Gly Ala lớp. Mình nhìn này, một liên kết peptide thì lớp một nước để tạo thành Gly cộng Ala. Tội gì mình ghi những cái công thức để cho vậy. Đúng chưa? Mình nhớ là đi Ala rồi mà. Đúng không? Mình tiết kiệm rất nhiều thời gian khi mình làm như vậy. Vậy thì hoàn toàn thấy có thể cao cấp hơn một chút nữa thì chúng ta sẽ có là N-peptide ăn với lại nước thì tạo thành N gốc alpha amino acid. Cái N gạch này là để nói là N được tạo bởi từ N gốc alpha amino acid. Còn cái N này là hệ số của các gốc. Được chưa? N-peptide thì có bao nhiêu liên kết peptide? N-1 nhá. Vậy chỗ này N-1 nước. Từ đây chúng ta có một kỹ năng để chúng ta tìm được phân tử khối của peptide. Nếu anh này là 1 thì anh này là N-1 thì anh này là N. Vậy hoàn toàn mình có bảo toàn khối lượng. Thì mình có 1 nhân với phân tử khối của peptide cộng với là N-1 nhân với M của nước và N-1 là số mol này nhân với 18 bằng tổng khối lượng của các gốc của các alpha amino acid. Vậy suy ra khối lượng của peptide, phân tử khối peptide chính bằng tổng phân tử khối của các gốc alpha amino acid trừ đi N-1 nhân 18. Đấy thì đúng luôn. Rồi bây giờ bấm bằng tay sẽ bằng cái gì? Đây là 16 cộng 14 cộng 44 cộng 24 cộng 28 cộng 13 cộng đây là cộng 15 cộng 13 cộng 15 cộng 15. Thấy chưa? 46. Nó đi thi mà bấm này thì chết. Biết đề ra thì chết. Còn đây là chỉ đi viết tít. Vì thi có dây ra viết tít. Hét xa viết tít thì bấm chết. Biết cái công thức nào thì chết. Mày thầy có em thầy xưa chẳng ai lận này thầy bấm thầy. Thầy biết học thầy không? Một công ty học bấm thế. Công ty học luôn. Bởi vì là những câu viết tít là hồi học ở trên lớp ngày xưa cấp 3 là các thầy cô không có dạy cái viết tít rồi cô bỏ sẽ các bạn bỏ bài xong. Bây giờ mình làm cái bộ này sao? Đây ví dụ nhá. Phân tử khối của Gly-Ala thì tính như thế này. Tổng khối lượng gốc. Vậy là gốc của Gly nặng bao nhiêu? Thế thì phải bỏ làm sao phải thua không?
75. À là bao nhiêu? Có bao nhiêu nước bay lên cái vệ tinh? 1. Vậy là trừ đi 15. 1, 4, 6, 6. Nhanh rất nhiều. Và hoàn toàn đây bây giờ em phải tính cho thầy xem là phân tử khối của G, A, V là bao nhiêu cũng phải biết. Phân tử khối của A la 4 thì bằng bao nhiêu? Không phải biết. Nào tính đi thế nào. Phân tử khối của A la 3 G li 2 bằng bao nhiêu? Tăng level dần nhé. G A bao nhiêu? G bao nhiêu? 75. A la bao nhiêu? 89. Ba li bao nhiêu? 117. Bao nhiêu liên kết biết ít? Vậy là trừ 2 cho 15. Đấy chưa? Tự bấm nhá. A la 4 thì A la là 89 nhân 4. Bao nhiêu liên kết biết ít? Bao nhiêu? 3 là chính xác. Trừ 3 nhân 18. A la 3 có đi 2. A la là 89 nhân 3. G li là 75 nhân 2. Bao nhiêu liên kết vết tít? 4. Đấy chưa? Ok chưa? Nó từng này. Nào xong. Đây cái tỉ phân trong môi trường nước. Cái tỉ phân trong môi trường nước nó sẽ liên quan đến cái việc mà tính phân tử khối của vết tít. Gì mà chờ bạn sẽ. Không, cái đấy phải để một tí nữa vì còn giờ thì phân cho môi trường acid, phân cho môi trường kiểu không sao đâu. Tập là trình bày được, không phải xoáy, chúng ta nhìn nó dễ. Cái nghệ thuật này ngày xưa đi khi giáo viên dạy giỏi là rất là được kinh phục. Chưa thầy nhớ là lúc đấy đi dò có một cái cô giáo ạ. Cô ấy ghi bất kỳ một cái nào ở bàn trên bàn cho cô xóa hết cô để đúng chỗ đấy xong chốc. Cô chỉ phải đúng cái vị trí đấy. Em xin. Đây là con này để mà tí mà lôi chiếu ra. Đúng rồi. Xong chưa? Thầy nói quá nhanh không nhỉ? Bỏ này nếu nào thấy đẩy nhanh thì học lý biết thôi, bỏ cái phần này thì em có quyền lựa chọn. Ngày trước thầy đi thi để chỉ học lý thuyết phần này và lý thuyết phần vết tích thì chỉ nhớ một cái điều đấy. Đây là mạch không đâu, cung men và đường phát thì là 8 năm. Mà đây đến năm này là các bạn đây có hai thằng, một thằng học sinh của nhì quốc gia thi được 5,5 hóa, một thằng học sinh của ba thi được 7 hóa. Sao? Đấy. Đấy là cao rồi. Bây giờ cả hai thằng đều đang dạy ở chuyên Hồng Phong, đúng là đi. Cho thầy có thi quốc gia hả? Thầy học ở trường thường, không được thi quốc gia. Thi quốc gia là học trường chuyên. Ngày xưa thầy đỗ chuyên gia đình nhưng mà bố mẹ thầy cũng cho đi. Bởi vì đạp xe sở thì lên trên học tư người. Quê thầy là Bình à? Quê thầy là Bình. Biết rồi. À biết rồi. Chuyên gia chưa? Chưa. Xong nha, đây là xong về cái nền tảng thủy phân. A nhỏ thủy phân trong môi trường acid. Bản chất của việc thủy phân trong môi trường acid là nó thủy phân trong môi trường nước. Vậy là thủy phân trong môi trường nước là các cái thằng amino acid và các cái thằng N-peptide nó sẽ biến thành các gốc amino acid. Đúng không? Thủy phân trong môi trường acid thì đơn giản là cho những gốc để tác dụng với acid mà thôi. Để tạo thành gì? Muối. Ví dụ Gly Ala mà thủy phân trong môi trường acid. Đã. Thế để thủy phân trong môi trường acid đều biết đương nhiên là đáp ứng cái gì trước? Nước trước. Vậy nên là trong phương trình này lúc nào phải có nước. Được chưa? Đây chúng ta nhìn này, Gly Ala nước thì tạo thành Gly Sin và Alanin đúng không? Sau đó Gly Sin mới tác dụng với HCl để tạo thành Gly
HCL và ATA HCL. Đây là thấy cái đặc biệt của trước khi chúng ta làm bài tập thì bảo là thầy không thích rằng thì bảo là tư lượng thầy thích viết kiểu này vì nó liên quan đến cái bài tập tiếp theo, liên quan cực kỳ mật thiết luôn. Và như vậy cái dạng một cái dạng bài tập nước về các tiếp chúng ta làm sẽ rất là đơn giản, không bị sai lầm, không bị nhầm lẫn và nhiều đây. Nha thầy, những cái giờ tập này chúng ta sẽ không viết cái chương trình kỹ càng nữa, chúng ta nhìn thấy chúng ta thực sự là được. Đấy chưa? Đây gọi đi ra. Thằng này là khi viết tiếp thì ăn một nước để tạo thành gò ly và a la, gò ly và a la, gò ly ăn một HCL để tạo thành gò ly HCL, a la ăn một HCL để tạo thành a la HCL. Và bây giờ ăn mấy HCL? Hai. Bây giờ em thử viết cho thầy kiểu gò ly a la valin thì ăn như thế nào? Tự viết sẽ tạo thành gì? Gò ly lysin thì ăn như thế nào? Nào, Goli, Ala, Goli thì thằng này ăn mấy nước? Đi viết tít thằng này nước để tạo thành Goli, Sin, Ala, Lin và Ba Lin. Goli, Sin ăn mấy HCL? Mấy trong đó ai? Ăn HCL đó ai? Một, Goli, HCL. Đúng không? Ăn mà mình có ghép là hơn vào với nhau đúng không? Ala, Lin ăn mấy HCL? Một, Ala, HCL. Ba Lin ăn mấy HCL? Một, Ba Lin HCL đấy. Sau khi làm dạng bài tập này nghe có thể dễ dàng. Những cái dạng bài tập này, những cái dạng bài tập để hướng tới để chúng ta làm không bao giờ bị sai, bởi vì trong đề thi chuẩn quốc gia hay là bài kiểm tra trên lớp của em kiểu gì cũng sẽ có dạng bài tập này. Chứ nó không phải là cái dạng bài tập mà viết siêu khó, đôi khi chúng ta cũng thích làm những bài siêu khó nhưng xác suất của nó vào thấp. Mà những cái dạng bài này là xác suất vào 100%. Nhưng mà mình lại đi làm sai cái dạng bài tập như này. Và để làm đúng mỗi câu siêu khó nó hơi gọi là đầu tư lỗ vào thời gian. Anh này mới hay ạ. Dĩ nhiên là những cái đứa nó làm cái siêu khó nó không chết được câu này, chết câu này đâu ạ, chết câu này thôi, câu này có gì để chết. Mấy được cái bê tít một ăn một thước glycin và lysin, glycin ăn mấy HCL? Một glycin ăn HCL, lysin ăn mấy HCL? Hai. Hai đứa là một là chết lysin. Mấy nhóm thở lại hai nhóm thở hai lysin hai HCL. Vậy chỗ này vẫn là một nước nhưng ăn 3 hát sửa, trên này cũng ăn 3 hát sửa. Thực ra để cân bằng phương trình này để chơi luôn. Dạng bài tập này thì không sử dụng cái phương trình. Dạng bài tập này thì cần viết cái sơ đồ này, mình ra cái này là mình tính toán rồi. Và cho ra số mol của peptide trước, bắt chúng ta tìm vào muối. Hoặc cho ra khối lượng của muối, bắt chúng ta tìm khối lượng của peptide. Thì là với cái cách mà chúng ta viết được sơ đồ như này là chúng ta đã thành công được tính toán trong cái bài tập này. Nhá. Để tổng quát chút rồi. Chỗ này mình phải nhắc đến chương trình tổng quát chút. Là với các peptide, với peptide thường thi nhé, nhưng mà xét cái tổng quát thì nó sẽ là peptide được tạo bởi từ gốc alpha amino acid. Tôi phải nói trước như là chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm CH. Những bài khó đấy, những bài siêu khó mà đốc đến chương trình tổng quát thì đa số đều chơi thằng này. Chỉ một nhóm là ai nó sẽ bắt thì mình sẽ luôn luôn có là N peptide nó sẽ ăn với NHCl và ăn với N trừ một nước để tạo thành muối. Đấy là phần cho một acid. Bây giờ thành phần trong một trường kiểu sắp xong rồi nốt hả à, em xin cho bố em có cần gì em xin là cái xích rồi thấy còn dạy cái đấy sao phải hạ thầy chẳng biết thành phần cho em xin gọi gì. Ngày trước đèo bốn sinh không học sinh. Bố mẹ bắt học bác sĩ nhưng tuyệt đối không học.
tại vì là ngày trước thầy cũng vẫn lắm, nhưng mà thầy biết là anh chị nhớ thầy cũng tốt, thầy thuộc tên của em cũng quên. Thế thầy tưởng tượng đấy, cảnh thầy là bác sĩ mà quên cái kéo cho mình học rồi, quên con dao là tôi đi rồi, đi tù luôn rồi. Ví dụ như là bác sĩ mà nếu mà chẳng may có mổ nhầm thì là rất dễ đi tù đúng không? Mà giáo viên mà dạy nhầm thì xin lỗi em, thầy nói nhầm không? Đúng không? Đấy. Xin lỗi được chưa? Cái đấy xin lỗi là xong, bảo bác sĩ xin lỗi thì nó bảo là có kiện chết. Chưa. Quánh luôn rồi cho bệnh viện. B nhỏ, thủy phân trong môi trường kia. Đây nhỏ, thủy phân trong môi trường tiền. Thế không tương tự đâu ạ, đầu tiên nó phải thủy phân trong môi trường nước trước. Vậy đầu tiên vẫn là peptide có bị cắt ra thành alkaloxid. Sau đó có alkaloxid này tác dụng với dung dịch kiềm. Thế thì câu chuyện cũng rất đơn giản, đó là amiloxid tác dụng với dung dịch kiềm không? Đấy chưa? Vậy chúng ta lại vẫn có cái ví dụ đơn giản. Nhưng bây giờ nó có một tí Gli, ala, vali. Đây ạ, đầu tiên trong nước. Thế thì thằng này ăn mấy nước? Hai nước. Hai nước để tạo thành glycin, alanin và valin, được chưa? Sau đó mới tác dụng với NaOH. Thế thì glycin ăn mấy NaOH? Mấy? Glycin ăn tổ. Đúng không? Glycin ăn một NaOH thì chúng ta trong đầu phải nhớ lại là một nhóm COH thì ăn một NaOH thì H thì vứt đi thay thế vào là Na. Thế thì khi chúng ta biết thì chúng ta sẽ biết là Gli trừ một hydro cộng một natri. Có nhớ cái kiểu đấy không? Chẳng cho mình làm bài aminoacid đi. Đúng không? Mình xây dựng cái đấy để học cái này. Và gì ạ? Alanin, alanin có mấy nhóm sẽ mất? Một, đây là cũng bỏ đi. Một hydro cộng với một natri. Valin tương tự như vậy. Bỏ một hydro cộng một natri. Nhưng chỗ này chúng ta cần lưu ý một tí xíu. Là bọn này là ăn 3 đúng không? 3 natri ở chỗ này là ăn 3. NaOH, các em nhớ cho thầy nhá. Gốc acid là gốc COH mà tác dụng với NaOH. Đúng không? Thì tạo thành gì? Muối và nước. Vậy ở đây thì có 3 cái gốc acid. Gli, ala, valin. Được chưa? Mà nó tác dụng với lại 3 là NaOH thì nó phải sinh ra mấy nước? 3 nước. Thế bên này là 3 nước này. Bên này là 2 nước này. Vậy là triệt tiêu đi thì còn mấy nước thôi? 1 nước. Và mình sẽ luôn luôn có cái chương trình tổng quát là N-peptide. Nó sẽ ăn N-NaOH để tạo thành muối cộng một nước. Và đây là cái phương trình rất là quan trọng để mà chúng ta giải các cái câu bài tập N-peptide khó sau này. Nếu các em thích giải, chú ý đây là N-peptide này được tạo bởi từ các amino acid mà chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH. Nếu nó cho đến cái phương trình phức tạp tổng quát kiểu này thì không bao giờ sẽ cho đến là hai nhóm COH cả. Bài giải như vậy sẽ rất phức tạp. Lưu ý là những bạn nào sau này giải những cái này thì em lưu ý là một chút là số mol NH thì luôn luôn bằng số mol muối nhé, bởi vì bảo toàn natri thay chui đấy, được chưa? Thứ hai là bạn nào mà giải này để ý tiếp là số mol của peptide thì luôn luôn bằng số mol nước. Cái năm thế là gần như hầu hết xong cái này rồi. Yes. Xong. Chơi cái gì? Tiếp. À, đây là chúng ta đã xong về phần lý thuyết. Điều chế ứng dụng không quan tâm. Không quan tâm, không tin cả. Các em. Bơ à? Ai cho? Là người trẻ.